Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi các bác ạ. Đây, bây giờ là tầm 8 giờ, à, 7 giờ các bác nhé, 7 giờ ngày 13 tháng 10. Hôm nay thì bận quá các bác, em bảo làm cám không lên được video cho các bác. Thì bây giờ đang làm mẻ cám mi các bác, từ sáng giờ làm được 1-2 mẻ cám chè, làm mẻ cám mi này. À, cám như này khá là sắp ổn này, sắp được rồi này con này, đấy, sắp ổn rồi. Hôm nay giờ này anh em đặt cám nhiều quá nên là đang tăng ca đêm các bác, tăng ca đêm làm mà. Thêm một mẻ nữa đây các bác này. Đây còn bằng này nó chưa đùn này các bác này. Đây là cám khiếu các bác nhá. Đây là cám khiếu các bác này, tất cả những nguyên liệu đều được làm chín hết các bác nhá, thơm phức luôn. Đấy, có ngô này, có lạc, có gạo, có đậu tương, có đỗ xanh, có đầy đủ gần như các loại ngũ cốc các bác nhá, cộng thêm mà thịt bò rồi là các loại đạm các bác nhá. Trong đó gồm vitamin tổng hợp. Rồi tất cả mọi cái luôn các bác. Anh em ăn cám này, chim cho chim ăn cám này thì cứ yên tâm nhé các bác nhá. Đảm bảo được quá rồi, chim càng ngày càng khỏe, không bao giờ sợ lo là chim mà thừa chất hay thiếu chất được các bác. Đây đang đùn này các bác này, đang đùn này. Đấy, đây là cám đang ra này các bác này. Đấy. Thì rất là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cám của Hoạt Họa Mi các bác nhé. Nói thật sự với các bác là được sự ủng hộ của anh em làm việc không biết mệt mỏi đâu các bác. Nhà ba người làm đến hiện tại bây giờ mà vẫn không đủ tiến trình cho anh em nhé. Hôm nay thì hết sạch luôn, còn một số anh em thì em lỡ đơn nhá, em lỡ đơn thì sáng mai thì em sẽ ship sớm cho các bác nhá. Ngày hôm nay đi ship làm 2 chuyến các bác. Một chuyến buổi chiều. À các bác nào có mấy bác vừa đặt, có bác đặt 2-3 cân ở chế thì sáng mai em sẽ ship nhá, tất cả đơn của bác sáng mai là. Đây là cái cám khiếu nó sẽ lo lò này, và mẻ cám mi ngày mai em sẽ ship sớm nhá. Thì ngày mai sẽ sắp còn cám chè anh em đặt thì chiều mai em sẽ ship coi nhá, vì là nó thật sự quá là không làm kịp được các bác. Các bác thông cảm bởi vì là xác định mình làm ra hạt cám nó phải chất lượng và phải đủ những cái quy trình để cho các bác làm các bác. Tầm giờ này em vẫn còn chưa được ăn cơm các bác. Đấy, anh em chắc giờ ăn cơm nước lo lê rồi đúng không các bác? Thì hoặc là những cái video chia sẻ kinh nghiệm thì cũng cố gắng một ngày lên một video, nhưng mà hôm nay thật sự quá là không còn thời gian nữa để mà làm. Chiều nay tranh thủ lúc mà đang sấy cám thì em có ra quay tạo được một con chim. Lát nữa sẽ đăng lên kênh thôi nhá. Thì mong là anh em ủng hộ em. Em ủng hộ em để chia sẻ các bác nhá. Chia sẻ đây. Đấy, cả nhà đang gọi vào ăn cơm. Đi con quậy đi. Tiếng con các bạn. Đấy, đây là một mẻ cám mi của con này. Em đang sấy bằng ga, bếp ga công nghiệp thì nó mới nhanh được. Quy trình sấy một cái mẻ này phải tầm 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi các bạn mới xong được các bạn. Hôm nay thì một cái máy nó bị hỏng nên là làm nó hơi chậm này các bạn, nhìn cái hạt cám này. Rất là bóng và rất là mịn nha các bạn nhá. Đấy, sau khi như này thì sấy khoảng tầm phải 40 phút nữa. 4 đến 50 phút nữa thì hạt cá nó mới được, bởi vì là mình sấy theo tiến trình là sấy nhỏ lửa các bạn. Sấy nhỏ lửa để hạt cám nó chín từ từ, không cho chín ép. Nếu mà chín ép thì con chim ăn nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con chim thôi nhá. Thì cái cám mi và cám chè và cám khiếu nhá. Bác nào có nhu cầu thì ủng hộ em nhá. Số điện thoại của em là 097 46 48 99 nhá, Zalo nhá các bác nhá. Đây trứng này. Đây trứng này có trứng vịt lộn này. Trứng vịt lộn và trứng gà các bác nhé. Còn những cái nguyên liệu khác thì đây cho các bác xem này. Đây là lạc này. Lạc này, đây là đỗ này, đây là ngô này các bác này. Nhiều lắm, đây thì lấy một phần ra để làm cám này các bác. Làm đến đâu mang ra đến đấy thôi. Nói chung là tất cả mọi nguyên liệu thì đều được làm chín. Xong bắt đầu mới tiến hành ép viên. Trộn vào, thêm nước vào một tỷ lệ rất là hợp lý. Rồi bắt đầu mình mới ép viên. À, khi ép viên thì mình phải đảm bảo được cái hạt cám nó phải ra, nó phải tơi như này các bạn. Nó không bị dính. Và khi mà ép viên ra ấy, thì cái hạt cám phải bóng, phải có độ bóng. Thì khi mình sản xuất ra thì hạt cám thứ nhất là nhìn đẹp mắt. Thứ hai là nói chung là sấy nó đảm bảo các bạn nhé. Cái video em xin phép dừng tại đây. Xin chào tất cả các bác nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ cả sản phẩm bên Hoạt Họa Mi của em nhé các bác nhé. Xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ nhé. Bác nào mà mua cám thì liên hệ cho em nhé. Chào các bác. Xin chào tất cả các bác.